Nào pháo tay thật rộng ràng nhất để chúc mừng. Vâng, giờ phút áo này con về phía gia đình cũng có những món quà thân thương để áp kỷ niệm để gửi tặng cho hai cháu khi bước vào cửa hôn nhân của sống vợ chồng. Xin mời gia đình tặng quà cho con dâu và chú rể. Nói nữa dịch lại. Trời sao nghe, có từ cái này cái hầu dưa cái được nghe ngon không? Vâng, vừa rồi là những tình cảm của gia đình dành cho cô dâu và chú rể. Và kính thưa toàn thể vị, hôn nhân là bước